và bác sĩ hội xin chào tất cả các cô các chú các bác và tất cả mọi người đang lắng nghe buổi nói chuyện ngày hôm nay của bác sĩ hội và uh, trong cái buổi tối ngày hôm nay thì bác sĩ chia sẻ mọi người cái chủ đề đó là những cái dấu hiệu của cái bệnh về ung thư dạ dày những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể rất hay bị nhầm lẫn cái việc là một cái bệnh này có thể là bị sang đang gặp phải là những cái triệu chứng nó rất giống với cả một cái đó chính là những cái bệnh về viêm này hay là loét này à, hoặc chúng ta những cái rối loạn tiêu hóa nó cũng rất hay gặp phải vậy thì chúng ta cần phải làm gì à, chúng ta cần phải làm gì đánh giá như thế nào để phát hiện sớm xem chúng ta đang có tỷ lệ mà gặp phải cái ung thư dạ dày hay không thì trong cái buổi tối ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ chia sẻ với mọi người nhé à, cảm ơn mọi người rất là nhiều và bác sĩ sẽ đợi ba một phút thì xin chào mọi người và À, vừa lấy thì có một bạn bạn ấy ở bên nhật thì bạn ấy cũng à, bạn ấy cũng kể là là tiền sử thì trong gia đình thì thì có một à, trong gia đình thì bạn ấy thì có có người anh trai là bị ung thư đại à, ung thư đại tràng và sau đó thì thì bạn này thì bạn ấy bạn ấy cũng rất là lo lắng vì còn trẻ mà mà để đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài à, và khi mà À, khi mà bạn này thì bạn ấy đi sang nước ngoài thì có một cái vấn đề này có một cái vấn đề đó là uh, là, là bạn ấy đi kiểm tra bạn ấy cũng bị là cái hội chứng dục kích thích có nghĩa đi ăn vào là gì nó đổ ra đồ ăn ra bị lỏng ra nhưng mà uh, khi mà đi đi nội soi Cái đây bạn ấy đi nội soi khoảng khoảng một năm trước có nghĩa là uh, trước khi mà bạn đi đi nước ngoài bạn đã đi kiểm tra rồi rất là cẩn thận đúng không ạ đã đi kiểm tra xem mình đã có vấn đề về đại tràng không? thì trong đại tràng của bạn thì hoàn toàn bình thường. đấy. Ờ, nhưng gần đây này, gần đây thì bạn thấy rằng bạn thấy thấy cái tình trạng mà sang bên đó, à, sang bên sang bên nước ngoài, sang bên bên nhật đấy, thì cái quá trình đồ ăn thức uống của bạn nó không hợp và bạn thấy rằng cái tình trạng bệnh đại tràng của bạn ấy, bắt đầu nó nó nặng hơn đại tràng nó cái đại tràng có thắt bạn rất là lo lắng và đã đi kiểm tra thì ở bên đấy người ta cho bác sĩ cho là xét nghiệm máu ở trong phân cái tình trạng mà máu ở trong phân ấy là rất là lo lắng tại vì bạn cũng băn khoăn không hiểu là máu này là ở đâu ra mà liệu nó có nguy cơ ung thư hay không đấy, thì bác sĩ cũng tư vấn đối với những cái trường hợp mà khi mà mình à, mình đã đi nội soi và cách đi một năm rồi đấy, mình kiểm tra đại tràng hoàn toàn bình thường thì khi đó thì mọi người cũng yên tâm về cái vấn đề là mình không thể nào mà trong vòng một năm và tự nhiên là mình có một cái u mà nó có thể chảy máu được và thường những cái này ấy, là có thể là do khi mà bạn ấy bị đi à, lỏng nhiều quá đi nhiều lần đi nhiều lần cũng bị ra tăng cái quá trình mà à, mà chỉ hoặc là gì chúng ta đi táo bón cũng bị chỉ nhé chứ không phải mỗi táo nhé đi phân lỏng nhiều lần nó kích thích cái hậu môn nó co thắt là nhiều cũng gây ra chỉ và ngoài ra thì có thể là bị rách hậu môn Đấy, thì kiểm tra máu trong phân, máu trong phân nó là một trong những cái dấu hiệu để đánh giá sớm cái vấn đề ung thư. Nhưng mà đấy chỉ là một cái dấu hiệu gợi ý chứ không phải chắc chắn. Và để chắc chắn thì chúng ta cần phải đi nội soi xem có những cái u hay cục gì không thì từ đó thì khi đó thì chúng ta mới đánh giá được khẳng định được trong cái tình trạng có hiện tại như thế nào. Còn xét nghiệm máu ở trong phân chỉ là một trong những cái dấu hiệu thôi để chúng ta có thể là gì à, là gợi ý và đi cả kiểm tra sớm càng sớm càng tốt mọi người nhé nên là, nên là đối với trường hợp như vậy thì mọi người cũng rất là yên tâm thì quay lại cái vấn đề là gì khi mà chúng ta đã đi nội soi hoặc các cô các bác à, tất cả mọi người mà đã đi nội soi ví dụ như một năm sáu tháng trước kể cả hai năm trước thì uh, nhiều khi chúng ta sẽ thấy đấy có khi mà nghe những cái thông tin ví dụ như nghe bảo là người ở vùng làng này bị ung thư chúng ta đi nội soi cái điều đó thì không nên đâu mọi người nhé chúng ta không nên đi nội soi đại tràng quá nhiều như vậy, tại vì uh, thứ nhất là gì để diễn tiến một cái ung thư nó cần nhiều năm hơn như thế, đấy chứ không phải là chúng ta cứ thế chứ cần uh, một năm hai năm nó không thể làm diễn tiến được, đặc biệt là những người mà chúng ta đi nội soi đúng không ạ niêm mạc hoàn toàn bình thường không có phát hiện những cái u cục gì cả, kể cả những cái polyp đó, là những cái để mà nó diễn tiến thành ung thư thì nó rất là lâu nhé mọi người nhé đấy chứ không phải là để một hai năm mà nó tiến tiến từ một cái ruột bình thường nó chuyển thành một cái cơ thể người bị ung thư đấy. nhiều khi là chúng ta cái tâm lý những cái bạn mà đi nước ngoài đấy, uh, rất là lo lắng đấy tại vì là mình xa mới làm việc mà lại không có người thân không có ai tâm sự nói chuyện gặp gỡ hàng ngày áp lực công việc nhiều và làm cho chúng ta rất dễ bị căng thẳng và cái đấy nó rất dễ phát sinh ra những căn bệnh và làm cho chúng ta uh, chúng ta bị uh, giống như nó sẽ phát sinh ra những căn bệnh ví dụ như Bác sĩ đã gặp khá là nhiều những cái trường hợp mà đặc biệt là các bạn nữ hay gặp cái tình trạng bị rối loạn lo âu này trầm cảm khi mà đi sang nước ngoài do cái vấn đề là gì chúng ta bị cô đơn bị căng thẳng nhiều quá. Nên rất là mong mọi người chú ý cho bác sĩ cái vấn đề này nhé. À, vâng chào chào và bác sĩ xin phép và dành 30 giây để xin chào các cô các bác tất cả mọi người này. Chào, chào cô Tâm này, à, chào, chào cô Sâm này, à, xin chào chị Hà My này, chào, chào cô Bá Lan này, chào chị Thực Trần này. Các bạn chào chào cô Khanh lên à, Không biết là cái chất lượng âm thanh và hình ảnh thì à, Chất lượng âm thanh có rõ không? Và rất là mong mọi người có thể là gửi lại cho bác sĩ được biết ạ Bạn Hoang Huyên có hỏi Bác sĩ cho em hỏi Em đi nội soi đại trực tràng có polyp thì có nên cắt luôn không? Khi mà mình đã đi nội soi mà có đại trực tràng thì mình nên cắt luôn Tại vì sao? Tại vì khi mà mình cắt ấy, thì mình đang loại à, Cái polyp đó là một cái tiền ung thư và khi mà mình cắt luôn như thế thì mình đang loại luôn cái tiền ung thư đó ra ngoài có nghĩa là lúc đó cơ thể chúng ta lại không còn yếu tố nguy cơ nữa còn nếu mà chúng ta cứ để thì trong cơ thể chúng ta đang có những cái tiền ung thư ở đó và nó đang hiện hữu ở đó còn khi chúng ta cắt đi rồi thì chúng ta đã loại bỏ ra khỏi cơ thể chúng ta đấy là cái thứ nhất à, cái thứ hai mà mọi người cần phải lưu ý đó là gì đó là à, đó là cái vấn đề là gì là khi mà mình nội soi mà trong cái lúc nội soi ấy, mà mình cắt ấy, thì mình tiết kiệm được chi phí của chúng ta đấy rất là nhiều tiết kiệm được thời gian tại vì mỗi lần mà lội soi mà chúng ta đi đánh giá mà chúng ta không xử lý gì thì chúng ta lại mất chi phí khá là lớn đấy khi mà chúng ta cắt đi rồi thì chúng ta đã gì yên tâm rồi chúng ta sẽ không 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 chúng ta mỗi lần chúng ta đi kiểm tra thôi đấy còn nếu chúng ta cứ đi kiểm cứ soi mà chúng ta không cắt thì nó tăng cái chi phí chúng ta lên em mọi người cần lưu ý là cái vấn đề như vậy nhé chị hà my cô chị có thể nhắn cho em cái 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 tình trạng cụ thể của cháu có khối u nhé để em sẽ tư vấn cho tình trạng của mình nhé và xin chào chị sáng à, vừa quay lại cái chủ đề ngày hôm nay và rất cảm ơn tất cả mọi người thì quay lại cái chủ đề ngày hôm nay à, bác sĩ sẽ chia sẻ với mọi người đó là cái chủ đề về ung thư dạ dày và những cái dấu hiệu sớm mà chúng ta có thể hay gặp phải về cái vấn đề à, những cái dấu hiệu như thế nào để chúng ta cần phải đi khám ngay à, vấn đề đó là cái ung thư dạ dày thì à, đầu tiên mọi người lưu ý rằng nó rất giống cái ung thư dạ dày nó rất giống với cái tình trạng chúng ta bị viêm Đấy, bị viêm nhá chứ chưa, chưa nói đến là... loét hoặc sự rối loạn tiêu hóa ở trong đó nó giống như thế nào à, đó là là cái triệu chứng mà đầu tiên mọi người hay gặp nhất đó chính là cái vấn đề là chúng ta sẽ bị đầy tức bụng và người chúng ta sẽ thấy là gì à, ăn ăn nó cảm giác nó bụng nó cứ trướng này ăn nó không còn ngon miệng và chúng ta cảm giác là gì à, hôm nay chúng ta ăn đúng không ạ và ngày mai chúng, ngày, ví dụ như trưa hôm nay chúng ăn nhưng mà đến tối chúng ta vẫn khơi, chưa thấy đói bụng vẫn cảm giác nó căng trướng lên vì sao lại như vậy thì thứ nhất ấy, thì thường những cái này như thế này mọi người lưu ý cho bác sĩ đó là cái này ấy, thường nó sau khi mà gì một trong những cái không phải một cái u ấy, nó sẽ thường nó sẽ xuất phát từ một là những cái polyp cái thứ hai nữa thường xuất phát ở những cái vết loét của dạ dày và những cái loét này nó làm lâu lâu ngày rồi à, nên chúng ta sẽ nhìn những kết quả mà nội soi của ung thư chúng ta sẽ thấy à, đó là có những cái vết loét nó thâm nhiễm xung quanh rồi nó làm làm mất cái chức năng của cái dạ dày của chúng ta đi và khi đó thì những cái độ khi mà mất chức năng như vậy thì dạ dày không thể nào tiết ra được những cái dịch vị à, những cái men tiêu hóa được thứ hai là gì nó bị thâm nhiễm cứng hết rồi thì cái cơ của dạ dày ấy, nó không còn co bóp được nữa. Nó làm cho chúng ta sẽ bị yếu đi. Đây là một cái đặc điểm và rất là mong mọi người chú ý. Vậy thì khi mà nó yếu như vậy thì những cái đồ ăn thức uống chúng ta ăn vào thì nó rất khó để chuyển xuống tái ruột non nó rất khó để co bóp tiêu hóa được. Nên là gây ra những cái triệu chứng chúng ta sẽ thấy đầy tức bụng này, khó chịu này và có thể là gì? Là chúng ta sẽ thấy nhiều trường hợp À, những cái khối u mà nó to quá làm chúng ta sẽ bị buồn nôn, đấy nó kích thích nôn ra những cái đồ ăn cũ từ những cái bữa trước. Đấy, tại vì giống như một khối u nó giống như một cái nơi nó chặn đường, ấy, nó không xuống được, à tức ăn nó không xuống được à, xuống được cái ruột non và nó cứ ứ lại mà co bóp nhiều ở trên nó co bóp thì nó sẽ đẩy lên. à Nhiều trường hợp chúng ta sẽ nôn ra những cái đồ ăn cũ hoặc những cái dịch, đấy, có thể là dịch vị này à, hoặc là ngay cả dịch mật cũng có thể bị nhá nên mọi người cần phải chú ý những cái đặc điểm này và mọi người lưu ý này đó là nếu mà gì uh, tại vì để một cái câu hỏi là gì vậy thì để làm sao mà chúng ta có thể phân biệt được đó là gì phân biệt được đó là một cái loét này hoặc một cái rối loạn tiêu hóa hoặc là một cái ung thư sớm à. một cái ung thư sớm thì làm sao để mình có thể biết được mọi người cần lưu ý. đó là làm sao để chúng ta có thể phân biệt được là một cái những cái triệu chứng về uh, đầy bụng chán ăn này thì làm sao có thể gì <laughs> uh, phân biệt được? thì cái vấn đề phân biệt là như thế này mọi người. <laughs> Thứ nhất, uh, thường những cái này nó xuất phát, uh, thường nó xuất phát ở những người có những yếu tố nguy cơ cao. yếu tố nguy cơ cao nghĩa là gì? là tiền sử trong gia đình là có những người mắc ung thư. thì nếu chúng ta có cái triệu chứng thì chúng ta cần phải đi phát hiện lội soi khám sớm ngay Đây là cái điều đầu tiên như mọi người lưu ý cho bác sĩ vì nếu mà chúng ta không đi khám sớm đánh giá cụ thể thì rất có thể à, rất có thể là là đấy do cơ thể chúng ta có cái yếu tố ví dụ di truyền này yếu tố về gia đình này, thì rất có thể là những người đó đang bị chúng ta cần lưu ý vậy thì đây thứ nhất đó là những ai mà à, có cái yếu tố về trong gia đình chúng ta thứ hai là gì là những người mà có cái tiền sử mà chúng ta bị cái viêm loét dạ dày Đấy, viêm loét dạ dày mà gần đây tự nhiên chúng ta thấy à, chúng ta thấy có cái tình trạng là chướng ăn đầy bụng này và chút nữa những cái triệu chứng tiếp theo ví dụ như chúng ta thấy sụt cân thì đấy là những cái dấu hiệu mà báo động có thể là giai đoạn sớm của cái vấn đề là ung thư dạ dày à mọi người cần phải lưu ý nhé à, đây là những đặc điểm đầu tiên là cái đặc điểm chúng ta sẽ đầy tức bụng à, à gì ạ à, cảm thấy ăn xong rồi đúng không ạ à, ăn một bữa ăn trưa rồi mà buổi tối chúng ta vẫn thấy là gì là vẫn thấy bụng nó vẫn trướng lên ăn không còn miệng và một người lưu ý rằng nó có thể là dấu hiệu của viêm có thể là loét rối loạn tiêu hóa nhưng cũng có thể là dấu hiệu của cái vấn đề đó chính là gì là ung của ung thư nhé nên mọi người cần lưu ý và cô Cô Son có hỏi là, bác sĩ cho câu hỏi, cô đi nội soi dạ dày, có polyp nhỏ, có nên cắt bỏ không? À, đối với trường hợp của cô, khi mà mình có cái HP, mặc dù mình đã điều trị rồi, nhưng mà cái polyp đó, nó cũng có nguy cơ nó phát triển thành ung thư. Nên là lời khuyên bác sĩ à, là nên khuyên cô lên cắt. Nhưng mà tại vì là nhiều trường hợp như thế này, này, đó là khi mà cô tới viện, đặc biệt là khi mà các cô đi khám bảo hiểm, thực sự đây là cái 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 câu chuyện mà, mà bác sĩ có chia sẻ với các cô các bác đó là khi mà chúng ta đi khám bảo hiểm thì theo đúng theo đúng nhé theo đúng thì để mà đánh giá một cái bô nó nhỏ ví dụ 3 đến 5 ml thì bác sĩ có thể là theo dõi thôi có thể là theo dõi tại vì là nó 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 cần một thời gian nhưng mà nhưng mà đối với cái quan điểm của bác sĩ à, tại vì đang nào mình cũng phải cắt đúng không ạ mình cắt sớm thì thứ nhất là nó sẽ giảm nguy cơ chảy máu này, ấy, giảm nguy cơ những cái biến chứng xảy ra này. Và nếu nó to thì mình cũng cần phải cắt. Vậy thì sao mình không cắt sớm? Nhưng mà theo cái quy định của Bộ y tế thì là gì? Là phải nó phải to. Đấy. Người ta mới cắt, bảo hiểm mới cắt. Thường ví dụ như chúng ta tới những bị viện tư thì có thể là bác sĩ có thể là cắt luôn. Nhưng mà cái đấy cắt luôn thì nó sẽ tốt cho chúng ta. Nó sẽ giảm dạ. thứ nhất là cái 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 nào nó càng to thì cái chi phí nó càng lớn thứ hai là gì cái biến chứng nó xảy ra nó càng nhiều vì giống như một cái cây cũng thế nếu mà chúng ta mà nhổ cái cây từ lúc nhỏ ấy, nó mới mọc mầm, mầm ấy, thì nó ít cái nguy cơ bị chảy máu đúng không ạ à, còn nếu chúng ta một cái cây mà nó to rồi chúng ta nhổ lên thì cái nguy cơ nó chảy máu nó sẽ cao hơn đây là một cái đặc điểm Và rất là mong người chú ý Đó. bạn à, nhàn hỏi bác sĩ ơi trào ngược dạ dày có biến chứng ung thư dạ dày không à cái trào ngược dạ dày thì nó không gây ra cái biến chứng ung thư dạ dày nhưng mà nó có tăng cái nguy cơ ung thư về thực quả ung thư thực quản lên đấy và thứ hai là cái nguyên nhân mà cái trào ngược nếu giả sử là nó so cái tình trạng loét thì nó có thể nó có thể nguy cơ nó phát triển thành ung thư và mọi người cần lưu ý cho bác sĩ cái vấn đề này nhé và À, một bạn có hỏi là đi ngoài ra máu có phải triệu chứng của ung thư dạ dày không? À, đi ngoài ra máu ấy, đi ngoài ra máu thì thì nó sẽ có đi ngoài ra máu thì nó có có đặc điểm như này mọi người cần lưu ý nếu mà đi ngoài mà chúng ta đi ngoài mà ra máu đỏ tươi ấy thì đấy là sự chảy máu từ đại tràng à, trực tràng hay là gì ở hậu môn có thể là do trĩ hoặc do đại tràng nhé. còn nếu chúng ta đi mà máu phân đen thì nó có thể là từ thực quản từ dạ dày hoặc từ tá tràng của chúng ta em bạn lưu ý đó là những cái vấn đề đi ngoài ra máu thì đúng là nó là một triệu chứng bạn ấy hỏi rất là hay đó là bạn hỏi về triệu chứng của ung thư chứ nó không phải là vậy đi ngoài ra máu có phải ung thư hay không có nghĩa là triệu chứng có nghĩa là một trong những dấu hiệu mà chúng ta cần phải đi khám để tìm xem cái nguyên nhân đó là gì thì cái nguyên nhân nó có thể và mình đối với trường hợp mình đã đi ngoài ra máu thì mình cần phải gì là mình cần phải đi nội soi toàn bộ cái đường tiêu hóa của chúng ta nhé để đánh giá cụ thể. Bạn thủy có hỏi là bác sĩ ơi chuyển sản mà qua ung thư thì qua mấy giai đoạn với chuyển sản cũng nguy hiểm không bác? À, cái chuyển sản có nghĩa là gì? Cái tế bào ruột dạ dày của chúng ta nó đang có những cái bất thường. À, bất thường ở đây là gì? Có nghĩa là cái chức năng dạ dày nó đang suy yếu đi. Ờ, những cái buổi mà nói chuyện trước thì bác sĩ cũng chia sẻ đó là cái 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 tế bào Hp cái con vi khuẩn Hp ấy, nó sẽ chui vào trong cái tế bào à, và nó làm tổn thương những cái tế bào này nó có thể làm gì làm chuyển sản này tạo ra những cái khối bôi lít hoặc nó sẽ gì gây ra gì à, dị sản này hoặc là nghịch sản vì cái vấn đề chuyển sản này nó sẽ cần khoảng tầm hai bước nữa thì nó sẽ chuyển thành ung thư. Đó nguy hiểm không vậy thì đó là những cái giai đoạn mà là tiền ung thư rồi nó nguy hiểm và chúng ta cần phải điều chỉnh sớm giúp bác sĩ nhé nếu chúng ta mà 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 không xử lý sớm thì rất có thể những cái này nó có thể phát triển thành ung thư à, một bạn hàng có hỏi này đó là khi mà chúng ta có những cái uh, dương tính với vi khuẩn HP thì có nguy cơ ung thư dạ dày không? Về mặt nguy cơ là nó có thể xảy ra, nhưng mà nguy cơ đấy khá là thấp nhé mọi người nhé Chứ không phải là gì Mỗi câu chuyện đặt ra đó là Nếu giả sử mà Nếu giả sử mà Mà một cái uh, Nếu giả sử mà cái vi khuẩn HP ấy, Thì để một con vi khuẩn HP nó gây ung thư thì rất là lâu Và tỷ lệ rất là thấp Mọi người lưu ý nhé Thường nó là sự kết hợp của nhiều yếu tố Nó liên quan đến gì uh, Ví dụ như liên quan đến lối sống Uống nhiều À, đồ uống có cồn, à, uống sâu thâu đêm suốt sáng, chúng ta say say rất là nhiều lần. Thứ hai đó là gì? ăn quá nhiều đồ ăn mặn, ăn nhiều đồ ăn mặn, đồ nhiều đồ ăn muối chua. đấy Và những cái điều này nó kết hợp lại, kèm theo đó nó là gì? cái vấn đề là gì? Nhiều khi là chúng ta sẽ dùng nhiều uh, nhiều bạn trẻ thì hiện tại bây giờ có thể dùng những cái đồ uh, chất giống như những cái đồ chất chất cấm đấy thì những cái đồ đó nó có thể làm ảnh hưởng tới cái vấn đề về sức khỏe và tăng cái nguy cơ gây ung thư còn nếu chỉ có một cái vi khuẩn HP0 thì cái tỷ lệ nó rất là thấp nó có nguy cơ nhưng cái nguy cơ này là thấp Mọi người lưu ý nhé nó không cao nên là nếu một người mà có vi khuẩn HP này mà chúng ta đã loại trừ chúng ta điều chỉnh hết cái lối sống cái sinh hoạt của chúng ta nó hoàn toàn ổn định bình thường thì à, rất là tốt và mọi người cũng không cần phải quá lo lắng cái vấn đề này nhé mọi người nhé à, nên là nhiều khi là chúng ta cứ thấy HP là chúng ta sợ lắm ấy. nhưng mà mọi người cũng không cần không cần phải 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 quá lo lắng đâu nhé và chào tất cả mọi người anh bạn có hỏi là đi CT cản can vùng bụng à, cản quang vùng bụng có nghĩa là chúng ta đi chụp CT chúng ta sẽ tiêm à, những cái loại thuốc à, cản quang ở trong vùng à, trong mạch máu này để xem những cái cái cơ quan đặc biệt là nếu giả dạ sử mà chúng ta bị ung um, kiểm tra xem là ung um thư gan này ung um thư gan nhé chúng ta chụp cái này nên rất là nhạy luôn ung à, um thư gan đánh giá bằng cái chụp cản quang này cực kỳ là tốt nhưng mà cái cảnh quang này thì nó lại không đánh giá được nhiều cái vấn đề dạ dày và đại tràng của chúng ta nên do vậy nếu mình chụp ct cảnh quang thì chúng ta vẫn phải đi nội soi nhé mọi người lưu ý nhé chứ không phải chúng ta không không cần phải đi nội soi vận thanh trường hỏi polyp dạ dày 0,3 mm cũng phải cắt không bác sĩ à đối với trường hợp như thế này thì nó khá là nhỏ nhưng mà như vậy bác sĩ cũng giải thích ý, đó là những cái trường hợp mà polyp như thế này tại vì nó cái nguy cơ nó 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 cũng rất là rõ ràng phát triển đến ung thư rồi thì mình cứ cắt thôi mình cứ cắt thôi chứ cái này mình mình để lâu thì thì nó cũng cũng nguy cơ nó nó diễn tiến nó thành ung thư thôi thì mình cắt sớm thì nó sẽ tốt cho mình nhé thì chúng ta nên nên cắt sớm đối với những trường hợp mà những cái bô lít à, đối với những trường hợp như này thì mình nên nên, nên xử lý sớm với bác sĩ và một bạn có hỏi là cắt polyp xong thì có bị lại không à, cắt cái polyp xong thì có thể bị lại nhá chứ không phải là chúng ta cứ cứ cắt xong là hoàn toàn bình thường đâu đấy cắt xong thì chúng ta vẫn có thể bị lại nhá đây mọi người lưu ý giúp bác sĩ vấn đề này hoàn toàn sau khi cắt xong chúng ta vẫn có thể bị lại nhé À, một bạn có hỏi là chào bác gần đây em lái xe đường dài xong đến nơi thì bị đau trào ngược một cái axit nó đẩy lên à, uống thuốc 3 ngày giảm đau ổn định lâu lâu lại 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 bị lại hp không có em có khám định kỳ lúc tháng tư hàng năm giờ cần đi lội xoay cái này thì em không cần đi lội xoay khám định kỳ rồi em không cần phải đi lội xoay kiểm tra và cái điều và một cái vấn đề là một một trong những cái này nó là những cái bệnh về nghề nghiệp của mình tại vì sao là thứ nhất là 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 mình mình làm cái công việc mình lái xe mình phải thức đêm thức hôm nhiều này thứ hai mình nhiều khi mình ngồi một chỗ mình không được đi lại thì cái quá trình ăn uống ngủ nghỉ của mình nó sẽ ví dụ nhiều bác sĩ thấy rằng là uh, nhiều bạn nhiều nhiều bạn lái xe và nhiều chú lái xe rất là vất vả cái việc là mình vừa ăn vừa ngồi trên xe mình vừa phải ăn nhất là lái xe đường dài không có thời gian nghỉ ngơi thứ hai những cái đồ ăn thức uống nó không đảm bảo về mặt là gì uh, nhiều khi chúng ta chỉ cố gắng ăn thịt này À, chúng ta nói chung ăn uống nó không được đảm bảo thì đấy là những cái mà nó cái nguy cơ vậy thì mình không cần phải phải gì à, mình không cần phải kiểm tra lại nhưng mà cái điều là mình cần phải điều chỉnh lại cái vấn đề là ăn uống sinh hoạt và một cái bài tập và bác sĩ cũng luôn lưu ý mọi người đó là gì cái bài tập thở bụng nhé cái bài tập thở bụng mà mình tập thì rất là tốt cho cái vấn đề là khi mà mình đang đi mình làm những cái nghề nghiệp ví dụ như là mình mình bị trao ngược Ờ, những với những bạn mà đang phải ngồi may này hoặc những bạn đang lái xe đường dài này hay chúng ta phải đi làm công ty chúng ta phải đi lại nhiều ấy thì cái việc mà chúng ta tập cái bài tập thở bụng ở trên xe vừa vừa lái xe mình tập nó không ảnh hưởng gì cả và rất là an toàn đối với trường hợp này thì thì mọi người lên nên tập nhé các bạn có thể tập cái bài tập này bạn bảo anh có hỏi là uh, chào bác uh, bị ung thư đúng không? Chẳng bị ung thư dạ dày di căn phúc mạc. Các trẻ này đã mổ cắt 3/4 dạ dày, bóc tách hết hạch và uh, Hoa trị tám toàn thì đối với trường hợp như này thì uh, mình đã điều trị khá là ổn. Thì cái tiên lượng tiên lượng thì thì bác sĩ nghĩ nó cũng ổn thôi. Nhưng cái điều lưu ý nó là mình vẫn nên theo dõi sát và cái tâm lý trong những cái giai đoạn này thì ngoài việc ăn uống này đầy đủ thì cái việc tâm lý nó rất là quan trọng đối với cái bệnh của chúng ta. Đấy cần đây bạn cần phải lưu ý cái vấn đề này nhé một bạn có một câu hỏi rất là hay đó là polyp ở bộ phận nào cũng có thể gây ra trở thành ung thư hay là tùy cơ quan à, thường thì đó là tùy cơ quan thôi nhưng mà đều đều nó có nguy cơ nó có thể phát triển nhưng có những nguy cơ, cơ những cái cơ quan nó nguy cơ cao hơn hẳn so với cả những cái khác ví dụ như mình polyp ở xoa mũi này thì nguy cơ ung thư nó thấp như cái polyp ở dạ dày đấy, cái polyp ở dạ dày hay polyp ở đại tràng thì nguy cơ nó sẽ tăng lên nhiều đặc biệt là phần đại tràng nhé đấy, nó tùy vào cơ quan của chúng ta tại vì sao tại sao lại, lại nó lại có nguy cơ như vậy vì một cái polyp nó phát sinh ở cái phần ví dụ bác sĩ ví dụ như một cái polyp phát sinh ở cái phần đại tràng thì cái đó nó là của một cái mối sự thường nó là gì những ai mà chúng ta mà à, để bị táo bón lâu năm quá kèm theo đó là gì à, sự tổn thương của những tế bào niêm mạc nó đã có rồi và khi mà phát sinh một cái polyp có những cái tế bào nó đang phát triển bất thường rồi không phải ung thư ngay nữa nó chỉ là phát triển bất thường thôi bất thường có nghĩa là nó hơi tăng sinh đến nhẹ một chút thôi nhưng mà nếu giả sử cái quá trình mà táo bón chúng ta cứ để đi liên tiếp như vậy thì những cái đồ ăn thức uống ấy, những cái đồ ăn thức uống rồi là phân những cái chất cặn bã nó sẽ làm tổn thương nhiều hơn kích thích làm làm tổn thương những cái tế bào lít đó và nó phát triển thành ung thư đấy là như vậy nên tại sao nó có những cơ quan mà nó nó cho truyền thành đấy, ví dụ như bạn thanh trường lít đã dày em cắt cách đây một năm giờ bị tái lại bạn thanh trương lưu ý cho bác sĩ một cái điều này à, mình phải xem xem là cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng polyp tái phát là gì bác sĩ ví dụ nếu là sử mà chúng ta dùng những loại thuốc à, dạ dày mà thuốc tây kéo dài nó có thể phát sinh ra những cái cái giả dạ polyp ngoài ra là gì à, ví dụ chúng ta dùng cái nó có thể phát sinh ngoài ra là gì cái nguyên nhân có thể là do hp thì khi đó những cái trường hợp như của em à như của như như của bạn anh trương thì bạn cần phải điều trị sớm cái bệnh HP nếu có nhé nếu có nhé à, một bạn một bạn shop uh, sinh có hỏi là em bị đắng miệng suốt ngày cảm giác nóng rát vùng thượng vị lan ngược ăn vào là thấy tức là sao đây là những cái dấu hiệu rất điển hình của cái vấn đề trào ngược dạ dày thực quản à, vậy thì mình cần phải lưu ý những cái đặc điểm là gì thứ nhất À, nếu mà mình chưa đi nội soi nào thì lời khuyên của bác sĩ là em nên đi nội soi, nội à, soi dạ dày thực quản. cái điều đầu tiên, cái điều thứ hai là nhiều khi các bạn, các bạn lưu ý đó là cái vấn đề uh, kiểm tra xem có vi khuẩn hp hay không. và nếu chúng ta có thì chúng ta cần phải đánh giá cụ thể. và ngoài ra thì chúng ta cần phải đánh giá những cái gì, Thứ nhất là mình phải xem xem là cái 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 giờ giấc ngủ nghỉ. tại vì bác sĩ thấy rằng nhiều khi các bạn trẻ thì chúng ta sẽ hay thường thức đêm thức hôm nhiều quá thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ chúng ta sẽ bị gì à, chúng ta sẽ bị trào ngược lên Đấy. và thứ tiếp theo nữa là thường chúng ta đã thức đêm thì chúng ta lại dậy muộn và chúng ta sẽ không ăn sáng Đấy. và nó có thể nó sẽ làm tăng cái nguy cơ trào ngược lên vậy thì cái này ấy, mình cần phải điều chỉnh một thời gian từ chế ăn uống sinh hoạt nhưng trước mắt bạn nên đi kiểm tra đánh giá cụ thể nhé bạn thủy thủy có chuyển sản là tế bào chuyển sản dạ dày về tầm soát chứ bạn đỗ bích loan của hp có gây ảnh hưởng đến tiêu chảy không bác sĩ thường cái hp nếu nó ít khi gây ảnh hưởng đến quá trình tiêu chảy và thường cái vấn đề mà tiêu chảy này nó có thể liên quan đến sự rối loạn tiêu hóa của chúng ta ví dụ như là bệnh đại trà đấy nó thường nó sẽ gây ra vấn đề là tiêu chảy nhiều hơn còn hp thì nó ít gây ra vấn đề tiêu chảy Đấy. thì quay lại cái vấn đề đó là người ta bên 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 nước ngoài thì người ta cũng nghiên cứu khá nhiều về cái vai trò của vi khuẩn hp thì người ta thấy rằng ấy, là nếu mà chúng ta mà cái hp đó nó không gây ra loét dạ dày này đấy, nó không có những cái polyp ở trong dạ dày này mà nó chỉ hơi viêm một chợt một chút đấy à mà chúng ta điều trị ấy, thì người ta thấy rằng những người ta thấy rằng có một tỷ lệ khá cao cái việc là những người mà khỏi vi khuẩn hp nhé và bác sĩ đây là một cái nghiên cứu có thật có nghĩa là người ta thấy rằng những người mà không còn vi khuẩn hp ở trong dạ dày thì rất hay bị tiêu chảy Đấy. nghe thì có vẻ vô lý nhưng mà được người ta đã nghiên cứu rõ ràng có nghĩa là cái vi khuẩn hp nó giúp cho ổn định cái, cái quá trình mà ở dạ dày nhưng mà lưu ý ra đó là cái những cái chủng vi khuẩn hp nó lành là tính nó không gây ra loét dạ dày này nó không dạ dày chúng ta không có polyp tiền sử không có ung thư nên mọi người lưu ý ở cái đặc điểm đó nhé bản Và... thủy có thể là cho họ, cho bác sĩ cho hỏi, chào ngược đã giải uống nano có làm men gan tăng cao? Thường như cái này nó không ảnh hưởng đến men gan nhiều. Vì sao mình, nhiều khi, nhiều khi chúng ta sẽ sợ của cái vấn đề là, là dùng nghệ có thể làm tăng cái men gan, làm nóng trong người, vì cái quá trình ấy, đó là là cái cái nghệ cái nghệ bản chất nó nóng ở cái phần bã của cái đó nó nóng ở cái phần bã cái 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 còn cái cái nước màu vàng mà chúng khi mà chúng ta lọc ra rồi thì cái đấy nó lại không gây nóng cái nóng ở cái phần bã chúng ta đấy còn những trường hợp mà lá cucumin có người đã lọc hết rồi còn một cái tinh chất thôi hoặc cái cucumin hướng đích thì nó sẽ không gây nóng cho chúng ta nhé Đấy, chị, chị Thu Trần có hỏi chị bị polyp này, dạ dày này. À, chị polyp dạ dày mấy năm trước đã cắt rồi, vừa đi chị đi nội soi thì lại bị vi khuẩn HP và viêm dạ dày. Thì đối với trường hợp như thế này thì chị cần phải điều trị thôi, điều trị cái vi khuẩn HP thôi. Đấy chị nhé. Wow. trong ngực mà uh, uh, bác làm nguyễn hòa trong ngực dạ dày mà bị xì hơi có dạ dạ không sao không vấn đề gì đâu ạ dạ cái này không không vấn đề gì đâu anh nhé bạn hoa mi chi hỏi là trên mạng có bài nước ép này dứa gừng muối uống 7 ngày nghỉ 7 ngày ba tiêu u nang có đúng không đối với những cái trường hợp như thế này này uh, những cái thực ra ở trong dứa này gừng này thì gừng nó làm những cái chất uh, nó 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 có những cái chất đó tức là gì nó chất chống oxy hóa khá là mạnh nó chứa chất gingerol nó tức, nó tức chống oxy hóa chống viêm à nói chung là những cái chất này ấy, nó chống ung thư rất là tốt đấy vậy thì bình thường chúng ta có thể uống nước gừng vào buổi sáng thì là khó giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh này chống ung thư thì cái này thì những cái u mà lành tính thì thực ra cái này em có thể áp dụng được nó an toàn thứ nhất nó an toàn còn cái hiệu quả thì cái này thì nó chưa có nghiên cứu nhưng bác sĩ nghĩ rằng nó có những người có thể đáp ứng và mình có thể áp dụng thì vừa trong gừng này trong dứa thì nó có những cái chất chống oxy hóa đấy, chống oxy hóa và những cái chất này thì nó rất là tốt cho cơ thể chúng ta thì bình người bình thường chúng ta có thể dùng cái này được nhé bạn đỗ bích loan của đang uống thuốc điều trị hp mà bị tiêu chảy à do là mình dùng cái kháng sinh ấy cái thuốc một cái đơn thuốc điều trị hp thường là những cái loại kháng sinh kết hợp với nhau và vì do vi khuẩn hp là một loại vi khuẩn gram âm nó để điều trị và mà điều trị bằng kháng sinh và những loại kháng sinh này chúng ta uống ấy, thường nó sẽ ngoài cái việc tiêu trị, diệt hp thì sẽ tiêu diệt những cái lợi khuẩn khác ở trong đường ruột của chúng ta và những cái lợi khuẩn này nó sẽ giúp chúng ta dễ gì tăng cái sức đề kháng này hấp thu tốt hơn những cái chất dinh dưỡng này tiêu hóa những cái thức ăn này nên là khi mà chúng ta mà dùng kháng sinh ấy, rất hay bị tiêu chảy là như vậy ví dụ như chúng ta dùng những cái loại mà mà augmentin này đấy, hoặc là curam này hoặc là những cái loại đó thì nó sẽ rất nó dễ hay bị tiêu chảy nếu mà nhà mà các bạn mà có những em bé nhỏ khi mà bị viêm họng như thế nhưng uống thuốc tại sao hay bị tiêu chảy là do những cái kháng sinh đó nó gây ra sự rối loạn tiêu hóa ở trong đường ruột nó tiêu diệt những cái lợi khuẩn nó đi nên là tại sao mà uh, hiện tại bây giờ những cái cái hướng dẫn mà gọi là những cái nghiên cứu ở bên nước ngoài để điều trị HP ấy, thì người ta thường người ta sẽ kết hợp thêm cái việc là chúng ta dùng những cái loại uh, lợi khuẩn để giúp tăng cường cái sức đề kháng đường ruột trong lúc điều trị nhé và sau khi điều trị người ta đã tăng cường cái này và nó sẽ tăng hiệu quả của việc tiêu diệt HB lên cũng như tránh cái vấn đề rối loạn tiêu hóa sau này viêm nét dạ dày thì uống thuốc gì thì rất tiện sớm đối với trường hợp mà mà viêm nét dạ dày thì cái việc quan trọng nhất đấy đó vẫn là cái gì cái 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 cách chúng ta ăn uống và sinh hoạt đấy, nghỉ ngơi ví dụ như là mối câu hỏi như gần đây có một bạn bạn ấy chia sẻ đó là um, bạn ấy bạn ấy bị cái vấn đề là bị trong cơ dạ dày nhưng mà khi hỏi ra rất là nhiều bạn ấy bị ở hơi nóng này ho khạc đờm luôn nhiều đau rát ngực cái triệu chứng điển hình và đã kiểm tra rồi thì rõ ràng bị trào ngược nhưng cái vấn đề những cái những cái thói quen của bạn ấy là bạn phải thức đến hai ba giờ sáng kèm theo đó là buổi đêm thì bạn ấy ăn rất là nhiều những cái mì này À, ăn ăn mì này, ăn những cái đồ ăn, à, những cái đồ ăn mà nó gây ra kích thích rất ảnh hưởng đến cái dạ dày. thì với đối với những cái trường hợp như thế này, ấy, thì mình cần phải lưu ý là là sao? đối với trường hợp như thế này mình cần phải điều chỉnh ngay cái lối sống sinh hoạt thì cái bệnh của chúng ta mới khỏi được. còn nếu chúng ta không điều chỉnh được thì bệnh của chúng ta rất khó khỏi nha mọi người nhé. đấy đây là những cái đặc điểm mà mọi cần lưu ý bạn Ngọc Đặng có hỏi bố em bị ung thư dạ dày giai đoạn 3A đã cắt nào viết hạch thì liệu còn di căn không đối với giai đoạn 3A thì cái nguy cơ nó cũng khá là cao nhưng mà uh, nguy cơ thì nó nó, chỉ là 50 50 thôi nguy cơ nó vẫn có nguy cơ di căn Đấy. thì cái này mình cần phải theo dõi sát và mình cần phải điều trị cái quá trình điều trị vì những cái đáp ứng là có thể làm ức chế và và ngăn ngừa cái quá trình di căn nhé các bạn nhé. Em bị đau ở dày nhưng thường sáng nay em bị đau tức à, sau lưng bên phải có sao những cái trường hợp như thế này em cần phải đi 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 khám để soi à thứ nhất là để soi này, cái siêu âm này và nhiều khi mình cần chụp cả cái phổi để xem có nguyên nhân gì không nhé. Uống bột sắn dây có trị được HP có đúng không? À cái này không đúng ạ. À. Cái này không đúng đâu nhé. mọi người biết rằng ấy, <laughs> ngay cả cái gừng ấy, gừng là một cái cái cách chúng ta ngoài cái việc như vậy có một bạn hỏi là cái gừng ấy, thì giúp cho chúng ta có thể là gì là một cái chất chống ung thư rất là tốt nó sẽ tìm đến những cái tế bào đang bị đột biến nó sẽ gì tiêu diệt loại bỏ nó đi và gừng là một cái thực phẩm ấy nó không phải là gây nóng gây tổn thương dạ dày đâu gừng là một cái thực phẩm nếu chúng ta dùng một cái lượng vừa phải nó sẽ giúp cho cái dạ dày của chúng ta rất là tốt nhé À, nhưng ai mà bị viêm dạ dày thì chúng ta có thể dùng gừng nhưng mà cái lượng vừa phải thôi chúng ta dùng tầm hai đến ba lát gừng một ngày thôi Đấy, nó sẽ ổn định cho chúng ta cổ lúc nào cũng thấy nóng làm sao để những cái trường hợp đúng với những trường hợp như thế này thì mình cần phải đi ngoài cái vấn đề là có thể là bị bệnh trong người ta rời thực quản nhưng cũng có thể nó xảy ra là do là gì à, là do cái vấn đề do cái vấn đề là mình phải kiểm tra cả cái tuyến giáp giúp bác sĩ nhé xem trong cái tuyến giáp của chúng ta nó có vấn đề gì hay không nhé mà rất là mong mọi người giúp bác sĩ một lượt chia sẻ và một lượt thả tim trong buổi nói chuyện ngày hôm nay nhé cảm ơn mọi người rất là nhiều thành nghĩa hỏi là cháu 4 tuổi bị viêm phổi này đi bệnh viện tiêm thuốc hai ngày thứ hai bị tiêu chảy và hỏi bác sĩ như vậy có sao không đối với trường hợp như thế này là do mình dùng kháng sinh thôi thì cái chỉ định là dùng kháng sinh nó những cái những cái tác dụng phụ đó là mình phải chấp nhận có điều là gì mình có thể bổ sung cho cháu những cái lợi khuẩn hoặc những cái đồ ăn mà dễ tiêu hóa thôi đấy. Thì, thì, thì 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 sẽ 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 cái đấy là bình thường không vấn đề gì cả Văn Quỳnh Hương hỏi là bị nhiễm nhiễm hp uống thuốc có khỏi à khỏi chứ quý hương nhé nhưng một cái điều lưu ý đó là đó là trước khi mà mình mình xem xem là có khó, có cái cái cần phải điều trị hay không tại vì nhiều trường hợp là hp chúng ta không cần phải điều trị đâu mọi ạ à, chứ không phải bắt buộc chúng ta phải điều trị nhé Em bị trào ngược dạ dày gây ra viêm họng hạt mãn tính lâu ngày có nguy hiểm không ạ? Đúng với trường hợp mà bị trào ngược dạ dày mà viêm họng hạt thì để lâu ngày thì nó cũng nguy cơ nó có thể làm tổn thương cái thực quả. Đấy. Thì những cái này ấy, thì mình cần phải điều trị sớm, điều trị sớm bằng cái thứ nhất là bằng thuốc này, thứ hai là gì bằng cái lối sống à, kiên cữ và sinh hoạt. Thì những cái trường hợp đó thì mình cần điều chỉnh nhé. à sao cô cảm ơn cô cô đinh cô thúy ạ và cảm ơn cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe à. cảm ơn bạn thạch à, một cái vấn đề nữa mà mọi người cần lưu ý với bác sĩ đó là khi ngoài cái những cái triệu chứng về bệnh dạ dày thì có một cái triệu chứng mà mọi người cần lưu ý đó chính cái triệu chứng và, à, chán ăn cái triệu chứng chán ăn này nó nó có thể là chúng ta bị tâm lý khi chúng ta thấy đang lo lắng một cái gì đó mà chúng ta chán ăn thì mọi người cũng cần phải chú ý nhưng à, nó nó có thể là những cái báo hiệu của những cái tiền ung thư hoặc ung thư nó xảy ra vì sao vì khi mà có những khối u như tế bào u bất thường ấy phát triển nhanh ấy thì nó sẽ tiết ra những cái chất và làm cho cơ thể chúng ta ăn uống nó kém dần đi, nó giảm cái sự ham muốn ăn đi. Và những trường hợp như vậy thì mọi người nên gì? Mà nên đi khám và không chỉ chúng ta đi khám về đường tiêu hóa nhé, chúng ta còn khám cả gan này, cả tuyến tụy này. À, chúng ta cần phải đi khám đánh giá cụ thể những cái tình trạng này. Chúng ta không nên chủ quan. Nhưng mà trước khi chúng ta đi giá thì chúng ta cần phải loại trừ cái nguyên nhân về tâm lý, tại vì đa số những cái vấn đề về chán ăn nó sẽ liên quan đến tâm lý nhiều nhất có thể chúng ta đang lo lắng công việc hoặc chúng ta đang ôn thi các bạn trẻ thì đang ôn thi hoặc chúng ta lo, lo lắng về à, nói chung là nhiều cái vấn đề về về suy nghĩ thì nó có thể ảnh hưởng cái vấn đề ăn uống và mọi người cần phải lưu ý cho bác sĩ nhé cái bột sắn dây thì thực ra nó chưa có một cái nghiên cứu nào của cái việc là chúng ta sẽ phải à, cái của cái hiệu quả của cái việc cái điều trị hp nhiều khi là 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 chúng ta rất hay bị cái vấn đề chúng ta thấy nó nó cái cái bột sắn dây ấy thường nó sẽ hiệu quả cho cái việc là tăng cái nội tiết của các chị em phụ nữ ví dụ chúng ta muốn bổ sung để làm đẹp da này tăng cái estrogen cho gen lên này từ lối sinh này thì chúng ta có thể dùng cái bột sắn dây đấy à, một tuần hoặc là hai ba bữa và trừ cái trường hợp mà chúng ta bị những cái u cái nhân thì chúng ta không nên dùng thôi còn những cái trường hợp mà 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 khi mà chúng ta có những cái vấn đề ví dụ như là gì à khi mà chúng ta À, có HP thì cái đấy nó không có một cái cái cơ sở về khoa học nào cả không có một cái cơ sở nào khoa học về cái việc là gì là là để điều trị cái vi khuẩn hp nó không có nhiều khi là người ta thấy là nó nó chỉ nó có tính chất là thấy là gì nó nhầy nhầy như vậy nó nó điều trị không phải đâu ạ nó không có một cái cái, cái tác dụng trong cái việc điều trị hp đâu nhá bạn giang hỏi bác sĩ ơi cho em hỏi em bị viêm dạ dày hp uống thuốc được đợt hai rồi mỗi đợt 14 ngày SH thì vẫn dương tính Cái này thì Một cái điều lưu ý là của bác sĩ Một cái điều lưu ý Một cái vấn đề điều trị HP Là một cái vấn đề rất là phức tạp Và Và một cái điều Khi mà điều trị HP thì Không phải Chúng ta nghe rất là đơn giản nhiều Khi chúng ta nghe rất là đơn giản Cái việc là điều trị Uống một cái đợt kháng sinh Cứ 14 ngày Là nó sẽ khỏi Nó sẽ không khỏi được Nó rất là khó khỏi Không đơn giản như vậy nhiều khi nhiều ví dụ nhiều bệnh nhân bác sĩ cũng phải phải điều chỉnh cố gắng rất là nhiều cô hoặc nhiều bác bảo bác sĩ ơi đi bác sĩ khám rõ ràng có vi khuẩn hp rồi bảo bác sĩ kê cho tôi kháng sinh đi tôi thấy rằng nguy cơ ung thư rồi tôi rất là sợ rồi tôi kê cho tôi cái 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 kháng sinh đi chú kê cho tôi cái loại nào mà tốt nhất để điều trị vi khuẩn hp Đấy, rất là nhiều người đề nghị ngay lập tức Uh, nhưng mà mọi người biết rằng ấy, cái việc điều trị vi đi khuẩn hp mà nó như vậy thì nó mang không mang lại hiệu quả cao và nếu chúng ta không uh, nếu mà chúng ta chỉ chăm chăm cái việc dùng kháng sinh ấy, thì rất khó để điều trị khỏi được đấy, rất là rất là nhiều bệnh nhân gương, nhiều khi mà nhiều bệnh nhân cũng thàn và cũng cũng gọi là phàn nàn với việc bác sĩ tại sao bác sĩ không cho dùng dùng kháng sinh ngay mà bác sĩ còn phải đợi chờ cái gì nữa đấy cái điều mà mọi người lưu ý rằng là gì có vi khuẩn HP thì chúng ta thứ nhất là cái việc điều trị vi khuẩn HP thì điều trị chắc chắn nếu chúng ta có chỉ định thì chúng ta cần phải gì phải dùng kháng sinh để cho nếu mà có chỉ định chỉ định đây là nó gây ra loét này nó có nguy cơ ung thư này Đấy. còn nếu chỉ hơi viêm chút thì chúng ta không cần điều trị cái thứ nhất và nếu giả sử chúng ta có loét rồi thì cái điều mà lưu ý đó là gì là những cái liên quan nó tăng những nguy cơ loét thì chúng ta cần phải điều chỉnh trước ví dụ như là chúng ta để ăn uống nó kém sức đề kháng kém thì chúng ta cần phải tăng cường ăn uống lên để sức khỏe ổn lên ví dụ liên quan đến chúng ta bị mất ngủ thì chúng ta phải điều chỉnh cái mất ngủ trước đấy thì khi đó cái tình trạng của chúng ta mới có thể cải thiện được còn nếu mà chúng ta mà gì nếu mà chúng ta mà cứ dùng kháng sinh không thì cái cái hiệu quả nó không hề cao đâu và nguy cơ chúng ta thứ nhất là mất thời gian nhiều hơn, tốn tiền và nguy cơ kháng kháng sinh rất là cao. Đây một cái điều rất là mong người chú ý cho bác sĩ nhé. Đây đây là bạn Giang này, Bạn Giang có thể nhắn cho bác sĩ để bác sĩ xem cái đơn thuốc bạn đang dùng và cái tình trạng cụ thể của mình nhé. Bạn Văn Việt có hỏi là em đi nội soi hết rồi mà còn mua đại tràng chưa nội soi đại tràng rất là quan trọng nên đi nội soi nhé nội soi dạ dày bạn Kim Oanh có hỏi này là nội soi dạ dày niêm mạc thân vị dạng C2 HP âm tính uống ESO liên tục 5 năm 5 năm có sao không thực ra mà nói là cái vấn đề là rất là nhiều người chúng ta đang lạm dụng cái vấn đề uống esomeprazole Mebrazone hay Nexu mà chúng ta uống liên tục như vậy chúng ta uống đỡ mà cái như thế này nó sẽ rất dễ bị ức chế hoạt động của tế bào ruột của chúng ta không chỉ ở dạ dày thôi nhé còn cả gì tá tràng của đại tràng, nhiều khi chúng ta bị ảnh hưởng.ấy cũng khá là nhiều chị đã nhắn cho bác sĩ bảo chị đã dùng 2 năm rồi cái tình trạng này và cái khi mà nội soi kiểm tra ra cái niêm mạc của chị nó bị teo hết đi rồi, nó bị mất cái chức năng của dạ dày, nên ăn uống và như rất hay bị rối loạn. Tùy vào cái tình trạng của mỗi người nhưng đối trường hợp này thì bạn nên chuyển thành thanh, sang những cái loại liên quan đến thảo dược, thuốc tây thì chúng ta chỉ dùng những giai đoạn cấp tính thôi. Còn những cái giai đoạn mà nó đó là chúng ta đã bị mãn tính như vậy rồi mình nên chuyển sang những loại thảo dược là tốt nhất nhé bạn à, bạn tuyết à có hỏi là em bị viêm sung huyết hang vị thì có sao không bác à cái viêm sung huyết hang vị này thì thường là những cái giai đoạn sớm của cái của cái cái cái, cái của cái bệnh về dạ dày đối với trường hợp này thì mình điều chỉnh rất là tốt điều chỉnh bằng cái chế độ ăn uống sinh hoạt là mình 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 ví dụ như mình ăn chậm này, nhai kỹ này, ăn uống đúng giờ này, đấy, chia nhỏ ra, tránh những ăn những cái đồ chua cay, còn dùng những cái chất kích thích như là rượu bia thì cái tình trạng của mình nó cải thiện rất là tốt nhé. Và nhiều khi những cái trường trạng này thì mình cũng không cần phải dùng thuốc, đấy. Nên là không phải những cái bệnh nào chúng ta cũng phải dùng thuốc là khỏi đâu. Nhiều bệnh này đặc biệt là những cái bệnh về dạ dày thì nhiều khi chúng ta không cần phải dùng thuốc mà chúng ta chỉ cần phải gì điều chỉnh cái lối sống và sinh hoạt thôi là cái tình trạng bệnh của chúng ta đã khỏi rồi Đấy. chứ không phải cứ bắt buộc chúng ta phải dùng thuốc này thuốc kia đâu Đấy. tại vì nhiều khi cái bệnh về dạ dày này cái bệnh về ví dụ như đối với bạn như tuyết trương này rất là nhiều uh, bạn bạn tuyết này nhớ rất là nhiều bạn trẻ chúng ta trẻ thì cái 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 vấn đề hồi phục của chúng ta nó sẽ tốt hơn nhiều so với cả các bác các chú lớn tuổi có cái niêm mạc ấy, nên cái tế bào nó nó hồi phục rất là nhanh nó tổn thương nhanh nó hồi phục nhanh nên là nếu chúng ta chỉ hơi viêm một chút kể cả loét nhé kể cả loét đối với các bạn trẻ riêng riêng các bạn trẻ nhé và gì lưu ý riêng cho các bạn trẻ đó là cái sự hồi phục nó rất là nhanh thế nhiều khi là chúng ta không cần phải chăm chăm việc dùng thuốc và chúng lưu ý là những cái bệnh như thế này mình có thể điều chỉnh bằng cái lối sống sinh hoạt là bệnh của chúng ta đã cải thiện rồi nhé và nhiều trường hợp có thể khỏi bình thường đấy chỉ có điều là gì chỉ có điều là chủ điều là mình phải kiên trì mình phải kiên trì đấy cái điều này điều quan trọng nhất bạn giang có thể gửi cho bác sĩ cái, cái những cái thuốc bạn đang dùng nhé và cảm ơn tất cả các cô các bác và tất cả mọi người đã lắng nghe à, cái vấn đề là quay lại cái vấn đề là ung thư dạ dày thì ngoài cái việc là chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu là về đầy bụng này trướng bụng này sụt cân này ăn uống kém này cái sụt cân ở đây thì nó rất là rõ thì vì nó liên quan đến tiêu hóa có nghĩa là gì cái dạ dày nó không tiêu hóa được thức ăn không nhào trộn được thức ăn thì nó rất dễ nó gây ra tình trạng đó à, đấy là những cái dấu hiệu sớm của dạ dày và mọi người lưu ý rằng uh, bác sĩ cũng kể mọi người mới câu chuyện đó là kỳ um, nhiều hồi sinh viên cách đây cũng nhiều lắm rồi cũng khá là lâu rồi khi mà mình 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 làm bác sĩ gia đình cho một cái bác này cũng giờ hiện tại bác ấy uh, khá là lớn tuổi và bác là một uh, gọi là người 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 Canada. khá là lớn tuổi nhưng mà hiện tại thì bác về Việt Nam thì, thì cách đi một năm một năm bạn ăn uống rất là bình thường Đấy, người khỏe mạnh lắm chỉ có một vấn đề là bị tiểu đường thôi à, nhưng mà cách đi một năm thì bắt đầu là bác có triệu chứng và à, có cái triệu chứng đó chính là 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 bị sụt cân à bị sụt cân Đấy, bị sụt cân à bác bác ăn uống vẫn bình thường nhưng mà chỉ có điều bác số cân khá là nhanh Bác từ năm mươi tám số năm sáu xong năm tư xong năm 50 mươi trong một năm Đấy, chỉ có một cái triệu chứng duy nhất đó chính là số cân ăn uống rất là bình thường nhé và sau đó thì 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 thì, thì, thì thì bác sĩ cũng nhắn cho bác sĩ nuôi tại vì mình cũng lâu mình không không theo dõi nữa nhưng mà khi mà nhắn thì bảo khuyên nên đi nội soi toàn bộ cái đường tiêu hóa và kiểm tra thêm cả cái gan nữa thì lúc mà bác có một cái cái ung thư khá là sớm ung thư giai đoạn sớm luôn nó chỉ là những cái giai đoạn tế bào thôi tế bào nó chưa xâm lấn ở niêm mạc nó chưa xâm lấn lớp dưới niêm chưa chưa nói gì chưa lớp cơ nhé có nghĩa giai đoạn khá là sớm mọi người biết là tại sao mà mà một cái ung thư như vậy mà mà trước khi là bác cũng đã đi kiểm tra hp bình thường không có hp gì cả không có hp gì cả chỉ là bác đi kiểm tra bằng test hơi thở thôi. Bởi vì nhiều khi là, là các bác cũng 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 ngại cái vấn đề đi nội soi và sau đó thì sau đó thì thì, thì, thì đi phẫu thuật thôi phẫu thuật. Để nếu mọi người thấy rằng là nhiều khi nhiều khi chúng ta thấy rằng không phải những cái giai đoạn về sau ấy, nó có những triệu chứng này đâu ở ngay cả những giai đoạn sớm mà chúng ta không để ý tới nhé nó cũng vẫn có thể xảy ra giai đoạn sớm rất là nhiều và bác sĩ cũng luôn khi mà gặp những bệnh nhân về ung thư bác sĩ cũng luôn hỏi là cái tình trạng của bác này thì trong một năm hoặc hai năm gần đây bác thấy có những vấn đề gì bất thường hay không và những cái trường hợp những bác mà bên nước ngoài bác theo dõi rất sát sức khỏe của mình rất sát về sức khỏe của mình đây là những đặc điểm mà cần lưu ý nhé ok axit uric của em 400 có cao không không cao em nhé à nhá cũng không, không quá cao đâu à, em là nữ thì nó hơi hơi nhỉ một chút thì cần phải hạn chế ăn thịt lại thôi và cho cảm ơn cô tuổi thơ trở về đã chia sẻ à, okay. rất là mong một người cho bác sĩ một lượt thả tim và một lượt chia sẻ này có mấy cái chất lượng âm thanh của hình ảnh hôm nay có rõ không? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, một bạn hỏi là em bị chồng người độ AHP đang điều trị Nexo mỗi, mỗi ngày. Nếu mà mình điều trị giai đoạn cấp thì không sao, nhưng giai đoạn muộn thì rất là nguy hiểm nhé. À, có nghĩa là giai đoạn giai đoạn mạng tính, nó giai đoạn mạng tính có nghĩa là gì? Nó kéo dài nhiều tháng rồi mình điều trị như vậy thì nó không tốt cho cái đường tiêu hóa như này. À, bạn... Uh, ok, bạn bạn Duy Huân Shop này à xin lỗi bạn tại vì bạn nhắn nhiều mà bác sĩ chưa lại trả lời được này là bạn có hỏi về cái vấn đề nước tiểu tồn dư có nghĩa là như thế nào có nghĩa là bạn nên đi tiểu nhiều lần trong ngày mỗi lần đi tiểu xong muốn đi tiểu tiếp đúng không bạn huy dân huy huân bác sĩ nói đó là vì sao lại gặp cái tình trạng này thì có một cái vấn đề này đó chính là cái vấn đề liên quan đến cái sự bàng quang cái, cái nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng này ấy. cái nơi chứa nước tiểu đó chính là bàng quang và cái bàng quang này ấy, cái bàng quang này nó, nó sẽ kích thích có một cái chùm dây thần kinh nó sẽ kích thích cho cái việc rối loạn đi tiểu Rối à, loạn đi tiểu có nghĩa là đáng ra nó phải nước tiểu từ thận nó xuống xuống dưới, xuống dưới điều quản nó chữ đủ lượng nó căng bằng quang đến một cái giới hạn nhất định à, giống như là cái đê ấy, nó đến một cái đê nào đó thì nó mới bắt đầu nó mới trào nước ra thì nó một cái bàng quang nó gây rơi giữ nước chứ không phải là gì nó cứ chảy thông thông thông, thông đâu nó có một cái van giữ và và cái van này ấy, nó sẽ do một cái dây thần kinh nó chi phối tại vì sao tại vì là nếu mà chúng ta bị những cái bệnh về kích thích này thường là do nó lo lắng kích thích liên quan nhiều thì chúng ta bị stress này lo lắng này mất ngủ về công việc này à, kiếm tiền nói chung là mọi thứ cái này thì nó càng ngày càng tăng lên do cái công việc áp lực nhiều và đối với những cái trường hợp như thế này, ấy, đối với những trường hợp như thế này thì mình, uh, thì bạn cần phải làm gì? thì mình cần phải giảm cái căng thẳng lại để tránh những cái trường hợp trở thành mãn tính. tại vì khi mà thành mãn tính uh, thì bác sĩ có thể nói cái giai đoạn cấp tính trước là mình mới bị nhé, vài tháng. gần đây khi mà mình bị căng thẳng cái mình buồn tiểu ngay, đấy là cái cấp tính trong vài tháng. nhưng mà nếu mà nhiều trường hợp chúng ta bị mãn tính, mình gặp vai, mình bị vài năm rồi. À, mình đã điều chỉnh cho tâm lý rồi nhưng tại sao mà mình đi tiểu mình mình vẫn bị cái tình trạng mà cứ đi tiểu xong mình lại muốn đi tiếp không có bút gì cả thì cái vấn đề đó chính là gì cái vấn đề đó là gì nó bị nó quen cái thần kinh nó quen như vậy thôi thì lúc đó thì mình cần phải hỗ trợ bằng những loại thuốc để làm giảm sự co thắt của thần kinh đi Đấy. ví dụ như mình dùng loại thuốc như là sa ổn định một phần mình dùng có thể tầm ba uh, tháng thì lúc đó mình điều chỉnh thêm sự điều chỉnh bằng cái vấn đề mình những cái bài tập để cho nó khỏe cái cái van nó đi Đấy. thì lúc đó thì mình 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 có thể là gì là là ổn định được Đấy, về bản chất là như vậy như bạn nhé bạn giang chín hai bạn nhắn cho bác sĩ chưa còn bạn, bạn 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 nhắn bạn nhắn cho bác sĩ nhé bạn nhắn nhắn cái cái đơn thuốc kết quả soi để bác sĩ tư vấn cụ thể chị cô Hà có hỏi là và chị Hà có hỏi là cho hỏi đêm ngủ chân hay bị chuột rút này đau nhức thì dùng thuốc gì hả bác à, nhờ bác sĩ tư vấn dùng xin cảm ơn bác sĩ ấy. đối với trường hợp mà mình đêm hay bị nhức này chuột rút thì đấy là những cái dấu hiệu rất là điển hình của việc thiếu canxi magie thì mình nên gì mình nên bổ sung cái gì cái canxi và magie và mình nên lựa chọn những loại canxi hữu uh, cơ là tốt nhất cho tình trạng của mình nha thế những cái điểm của người à Đó. Cho hôm nay bác sĩ xin phép là kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay ở đây và ai à, à, nếu ai có những thắc mắc, câu hỏi gì thì mọi người có thể nhắn với bác sĩ để bác sĩ tư vấn tiếp để trả lời mọi người nhé. À, hẹn gặp lại mọi người vào những buổi nói chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người một buổi tối ngủ ngon và an lành. À, xin chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nhé.